Thế giới khởi nguyên từ sự hỗn loạn, âm thanh, hình ảnh đang xen chồng chất lên nhau. Nhưng có những đôi mắt xuyên qua đó để thấy một thế giới khác. Ta sẽ nhặt đũa phép lên và trở thành những nhà kiến tạo. Từ thanh âm, ta đan thành nhạc điệu. Từ dáng hình, ta tạo nên tầm nhìn. Từ những mảnh rời rạc, ta cắt đặt lại và tái hình dung, rồi biến chúng thành thế giới rực rỡ đầy sắc màu. Điều duy nhất ngăn trở ta chính là trí tưởng tượng của ta. Nhưng nếu đi cùng nhau, không gầm trời nào ta không tới được. Với tâm trí, ta tạo ra những sản phẩm nâng chất cuộc sống. Với trái tim, ta tạo thế giới quan và kết nối con người. Hãy trở thành một phần của chúng tôi. Hãy để trí tò mò dẫn lối và tri thức làm kẻ đưa đường. Hãy tiến lên phía trước để nhận ra ta có thể kiến tạo thế giới này chính bằng đôi bàn tay của ta.